Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Những sai lầm khi luộc rau khiến những hóa chất tồn dư vẫn còn gây độc hại cho cơ thể. Thứ nhất, tích trữ rau quá lâu. Thứ hai, đậy vung nồi khi luộc rau. Thứ ba, để rau luộc qua đêm rồi ăn lại. Và nhiều vấn đề khác nữa. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tích trữ rau quá lâu. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật, ví dụ như tủ lạnh, bạn có thể dự trữ thực phẩm trong một thời gian dài để tiết kiệm thời gian đi chợ. Tuy nhiên, với rau xanh thì bạn không nên tích trữ trong thời gian quá dài, vì như vậy tức là bạn đã đánh mất gần như hết chất dinh dưỡng có trong nó. Cắt rau xong không luộc ngay. Nếu bạn cắt nhỏ rau củ mà không luộc ngay, tức là đang tạo điều kiện để các vitamin có trong rau bị oxy hóa gần hết. Trần rau xong mới luộc. Nhiều người cẩn thận trần rau vào nước sôi rồi đổ nước đi, sau đó mới luộc rau ở một lần nước sôi mới. Điều này sẽ khiến rau mất đi phần lớn dưỡng chất và bạn sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng lẽ ra sẽ nhận được từ rau. Đậy vung nồi khi luộc rau. Đậy vung nồi khi luộc rau không hoàn toàn sai, mà nó còn giúp bạn giữ lại dưỡng chất của rau. Tuy nhiên, trong tình hình thực phẩm bị ô nhiễm nghiêm trọng, bạn không nên đậy vung nồi cho đến khi nước trong nồi sôi mạnh trở lại sau khi đã cho rau, để một phần hóa chất có thể theo hơi nước thoát ra ngoài. Chỉ rửa rau 3 nước. Rất nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ rửa rau 3 nước và nghĩ rằng như thế là sạch. Thực ra, cách rửa này chỉ đúng nếu rau của bạn chỉ có đất và tạp chất bẩn, còn nếu có cả hóa chất, chúng sẽ không được rửa trôi. Cách an toàn và tích cực nhất hiện nay là bạn nên ngâm rau ít phút trong chậu nước lớn trước khi rửa. Nếu ngâm bằng nước vo gạo thì càng tốt, vì nước vo gạo sẽ giúp bạn đánh bật một phần hóa chất trên bề mặt rau. Nhặt bỏ lá rau trước khi luộc. Nhiều bà nội trợ nghĩ rằng nhặt bỏ lá rau chỉ giữ lại gần như là thân rau non sẽ khiến món rau trở nên giòn, ngọt. Nhưng điều đó có nghĩa là bạn đang rất phí phạm, bởi dưỡng chất của rau tồn tại trong bộ phận lá rất nhiều. Để rau luộc qua đêm rồi ăn lại. Nếu bạn tiếc rẻ món ăn luộc vừa ngon vừa mát nhưng không ăn hết mà cất lại dù là trong tủ lạnh, thì bạn đang biến nó thành chất độc. Vì khi rau được để qua đêm, hàm lượng nitrat có sẵn trong rau sẽ biến thành nitrit, một chất gây ung thư cực kỳ có hại cho bạn. Chín loại thực phẩm ăn đúng thì tốt, nhưng ăn nhiều lại vô cùng tai hại. Rượu vang đỏ, trà, dầu cá hay cá ngừ, vân vân, dù được cho là có nhiều chất dinh dưỡng, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe nếu dùng sai cách. Không phải tất cả các loại thực phẩm và thức uống được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng đều hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Các loại hạt, trái cây, rau củ và thậm chí là thực phẩm chức năng có thể gây tác dụng phụ nếu dùng quá mức. Dưới đây là một vài loại thực phẩm và thức uống đã được phát hiện có chứa độc tố, có thể gây ung thư cũng như dẫn đến nhiều nguy cơ sức khỏe hơn. Rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ có một thành phần có lợi cho tim mạch. Chất chống oxy hóa trong rượu vang đỏ có thể giúp tránh các cơn đau tim bằng cách giảm nguy cơ đông máu, viêm xưng và cholesterol cao. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu vang đỏ sẽ rất có hại cho sức khỏe. Các nhà khoa học khuyên cáo uống nhiều hơn 1 ly mỗi ngày đối với phụ nữ hoặc hơn 2 ly mỗi ngày đối với nam giới dưới 65 tuổi có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao, đột quỵ và một số dạng ung thư. Dầu cá.
viên uống bổ sung dầu cá có chứa omega 3 cần thiết cho cơ thể. Người Mỹ chi hơn 1 tỷ đô la mỗi năm cho các chất bổ sung có nguồn gốc từ cá và động vật để hạn chế các nguy cơ xương viêm hoặc nguy cơ tim mạch. Đây dường như là cách duy nhất cho những người không ăn bất kỳ loại cá nào hoặc cơ thể có mức chất béo triglyceride cao. Thế nhưng, sử dụng viên uống bổ sung dầu cá với liều lượng cao có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết, đột quỵ hoặc cản trở phản ứng miễn dịch. Vậy nên, dù các thực phẩm bổ sung nói chung là an toàn, các bác sĩ vẫn khuyên mọi người nếu có thể thì nên dùng thực phẩm tự nhiên để bổ sung các axit béo omega 3. Quế. Quế thường được quảng cáo là vừa ngon miệng, vừa có chất chống oxy hóa, giúp giảm xương viêm và giảm đường huyết, hạn chế nguy cơ bệnh tim mạch hay đái tháo đường loại 2. Nhưng không phải tất cả các quế đều giống nhau. Loại gia vị này có hai dạng chính: cassia, loại chúng ta thường thấy nhất trong các cửa hàng, và salon, loại hiếm hơn, đắt tiền hơn. Quế salon có khả năng ngăn chặn các khối u, hạ huyết áp, chữa lành vết thương và ngăn ngừa tổn thương gan. Trong khi đó, quế ở cửa hàng có hàm lượng coumarin cao hơn. Hợp chất hữu cơ này có thể tổn hại tế bào gan và dẫn đến ung thư. Vì vậy, người bình thường không nên dùng quế quá 1 muỗng đến 1,5 muỗng cà phê mỗi ngày. Nhục đậu khấu. Hạt nhục đậu khấu là một phương thuốc cổ xưa để giảm đau và các vấn đề về tiêu hóa. Nhưng nếu dùng nhiều, có thể gây ảo giác do hạt này có chứa myristicin. Một nghiên cứu vào năm 2015 đã phát hiện với 5g hạt nhục đậu khấu, khoảng 2 muỗng cà phê, người dùng đã có thể bị ảo giác. Liều lượng nhiều hơn sẽ gây nguy cơ sức khỏe thực sự. Cà phê. Nhiều nghiên cứu khoa học đã cho rằng uống cà phê sẽ tốt cho sức khỏe như kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ đau tim. Nhưng một số nghiên cứu đã phát hiện cà phê khi rang có thể sinh ra acrylamide, một chất có khả năng gây ung thư. Mùa xuân năm 2018, các công ty cà phê của California được yêu cầu phải đăng cảnh báo về chất acrylamide theo dự luật 65, một điều luật tiểu bang quy định các doanh nghiệp phải thông báo cho người dân về nguy cơ phơi nhiễm chất độc hại. Mặc dù một tách cà phê không chứa nhiều acrylamide đến mức gây nguy hiểm cho sức khỏe, nhưng nếu uống 2 tách mỗi ngày, có thể tăng nguy cơ nhiễm độc theo thời gian. Trà xanh. Có những bằng chứng khoa học về việc trà xanh có thể giảm cholesterol và hạn chế sự nhân lên của tế bào ung thư. Nhưng uống trà xanh quá nóng có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng thực quản. Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí ung thư quốc tế cho biết thường xuyên uống trà quá nóng sẽ tăng nguy cơ ung thư thực quản. Thí nghiệm trên 50.000 người ở độ tuổi từ 40 đến 75 cho kết quả là uống 3 tách trà ở nhiệt độ hơn 60 độ C mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư thực quản lên 90% so với uống 3 tách trà mát hơn. Vài nghiên cứu sơ bộ cũng cho rằng chất xuất trà xanh có thể gây hại cho gan. Cá ngừ. Cá ngừ là một loại protein thay thế tốt hơn nhiều so với thịt đỏ hay thịt chế biến, nhưng nó cũng chứa một lượng độc tố methylmercury tương đối cao. Các nghiên cứu đã phát hiện ngay cả nhiễm methylmercury mức độ thấp cũng có thể làm suy giảm trí nhớ và các vận động tay ở người trưởng thành. Nó cũng có thể gây ra các vấn đề về phát triển ở trẻ em. Vì vậy, người mang thai thường được khuyên không nên dùng nhiều cá ngừ đóng hộp. Hạt quả hạch Brazil. Hạt quả hạch Brazil chứa quá nhiều chất selenium, hơn đến 770% so với lượng cần hàng ngày. Selenium là một khoáng chất thiết yếu, giúp ích cho chức năng sinh sản và hoạt động não. Nhưng lượng quá nhiều có thể gây buồn nôn, mệt mỏi. Trường hợp nặng có thể gây suy thận và suy tim. Người trưởng thành không nên dùng hơn 400 microgram selenium mỗi ngày, trong khi chỉ 6 đến 8 loại hạt quả hạch Brazil đã mang lượng selenium quá giới hạn đó. Đại hoàng. Đại hoàng mang nhiều chất dinh dưỡng cần thiết
như mangan và vitamin K, nhưng lá của nó có độc cho con người. Lá đại hoàng có nhiều axit oxalic, có thể gây bỏng, nôn mửa, suy thận và trong một số trường hợp gây tử vong. Dù khoảng 4,5 kg lá đại hoàng mới gây chết người, nhưng các nhà nghiên cứu vẫn khuyên cáo là không nên ăn. Trong Thế chiến thứ nhất, việc ăn lá đại hoàng để giải quyết tình trạng thiếu lương thực đã dẫn đến nhiều trường hợp bị bệnh và ít nhất một trường hợp tử vong. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.